Chào mừng tất cả cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Và hôm nay quay trở lại với tất cả anh em thì tiếp tục lên cho các bác một cái mẫu lồng cải tiến mới nhất của mẫu lồng inox. Thì cái dòng sản phẩm mẫu lồng cải tiến ngày hôm nay thì sau một thời gian rất là ngắn bán hàng và cùng Phạm cũng lắng nghe những cái ý kiến phản hồi của khách hàng là em ơi, cái này thì cái cát của nó sẽ bị bắn ra ngoài, và bên em đã thiết kế mọi người nhá, đã thiết kế đan thêm một cái dây dù hàng này, dù cao cấp, dù siêu bền có lõi, và đan một cái đường như này, và tất cả những cái dây dù này bên em đan và đã được nhỏ keo rồi mọi người nhá. Đó, cái này thì bên em cải tiến thêm cho khách hàng để các bác hài lòng hơn về sản phẩm bên em thôi, còn giá cả của nó sẽ không thay đổi. Đó, đối với mẫu lồng inox này thì toàn bộ quy cách làm việc các bác nhìn kỹ này, tất cả của nó đều là inox, và những cái mối nan này đều được đan dây dù siêu bền và nhỏ keo hết mọi người nhá, cho nên là cái nan này sẽ không bị xô đi xô lại, rất là chắc chắn luôn. Và tiếp theo nữa thì cái phần cửa nó là lẫy đẩy lên như này, cho nên là các bác dùng nó rất là bền. Đấy, các thấy không, kéo lên như này, kéo xuống này, rất là ok luôn nhá các bác nhá. Và toàn bộ mẹt đã được láng keo xuống mẹt rồi, và trên đầu thì có chống tóc luôn. Cái mẫu sản phẩm này thì khi mà nhập xưởng về là chưa có cái đường đan này đâu nhá các bác nhá. Cái này là do nhân viên nhà em đan đấy ạ. Các bạn ấy rảnh rỗi các bạn ấy sẽ đan vào đây cho mọi người, và các bạn ấy nhỏ keo hết rồi, rất là chắc chắn luôn. Có thêm cái đường gì ạ, dây dù như này, thì các bác yên tâm là khi chúng ta mà nhốt cái dòng sản phẩm chim đa đa ở trong này, nó sẽ không bị bắn cát ra nhà, dùng rất là sạch sẽ luôn, và cái độ thẩm mỹ của nó cực kỳ là đẹp luôn. Mẫu lồng hàng cao cấp, hàng inox như này, khi các bác mua hàng bên em sẽ tặng kèm hai cống như này, mọi người nhìn rõ nhá, tặng kèm hai cống nhựa như này luôn. Đấy mọi người thấy không ạ? Và bên em sẽ bỏ vào trong lồng như này, sẽ tặng kèm. Và tiếp theo nữa, một món quà nữa và bên em sẽ tặng kèm cho các bác, đó chính là gì ạ? Một cái áo lồng đa đa như này. Đấy mọi người thấy không? Tặng kèm một cái áo lồng đa đa chất liệu hàng rất là thoáng mát như này mọi người nhá, để chúng ta sử dụng bùm đi trong quá trình chúng ta xách đi bẫy chẳng hạn. Còn nếu ở nhà thì chắc là không cần đâu ạ. Đó, các bác nhìn thấy không ạ? Mẫu này các bác có thể nuôi ở ngoài vườn, trong nhà đều ok luôn. Cái mẫu sản phẩm hàng lồng đa đa cao cấp như này, sở hữu về tay với giá 499.000, đầy đủ phụ kiện đi kèm như em Quỳnh đang giới thiệu ở đây. Đó, mẫu này thì em sẵn kho luôn mọi người nhá. Đấy các bác, chúng ta đặt mẫu này thì chúng ta alo cho em. Và em nói luôn, đây là mẫu cải tiến đan thêm dây dù. Khi các bác chúng ta đặt hàng, phải nói là cho anh đặt mẫu lồng inox cải tiến, có đan cao lên gì ạ? Có đan cao lên 5 phân để che cát. Các bác phải nói rõ như thế nhá. Chỗ này nó khoảng 5 phân mọi người, đan cao lên 5 phân để be cát. Thế thì em mới gửi được hàng chuẩn nó cho mọi người nhá. Đấy các bác thấy không? Tất cả các đường dây dù này, đó, đều được dở nhỏ keo rất là chắc chắn rồi. Và dây dù này là hàng dây dù cao cấp, hàng dây dù siêu bền, nhìn rất là đẹp, rất là xinh đúng không ạ? Mọi người nhìn xa cho em này. Đó, cái mẫu sản phẩm này giá cả không thay đổi, với giá 499.000, miễn ship vận chuyển 63 tỉnh thành, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán, đầy đủ phụ kiện như em Quỳnh đang giới thiệu ở đây. Thì các bác rút tiền túi ra giả cho ship cho em ok chưa? Và mọi người lưu ý nhá, chúng ta đặt hàng hoan hỉ giúp em, chúng ta đặt hàng thực sự có nhu cầu hãy mua hàng giúp em, tránh trường hợp đặt xong không nhận, gửi đi gửi về em rất là thiệt hại kinh tế, mất cả cứ gửi đi và mất cả cứ gửi về. Đó, trao đổi rất là rõ ràng về quan điểm bán hàng nha các bác, hoan hỉ thì qua số ủng hộ cho em thôi. Ok chưa? Chúng ta thuận mua vừa bán mà đúng không ạ? Chúng ta đều là người lớn rồi, chúng ta thích thì chúng ta mua, mua thì sẽ là nhận giúp em nha mọi người. Ok chưa? Và ngoài cái mẫu sản phẩm lồng inox mà Quỳnh Phạm đang lên ở đây, đây là mẫu cải tiến nhá, em đang lên, thì em có rất là nhiều mẫu lồng đa khác nữa, có cả lồng tre. Tại kênh bán hàng này các bác có thể ghé vào kênh của em để chúng ta xem, để chúng ta lựa chọn những mẫu sản phẩm làm sao cho cái phù hợp với cái dòng sản phẩm bác đang bảo tồn ok chưa ạ? Để có số ủng hộ cho em. Và ngoài cái mẫu này ra thì tại kênh bán hàng này, loa đài âm ly sân bẫy đầy đủ phục anh em, nhận ra công lưới cho tất cả các bác. Các bác đang xem video đừng quên ấn chữ đăng ký kênh ủng hộ cho shop nhá. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc các bác chúng ta lên một cái đơn hàng thành công. Xin chào tạm biệt các bác, hẹn các bác những buổi video sau.